chơi, mình quay tiếp đây. Chào bạn đi. Bé là cái cầm chạy lung tung rồi. Đi lên kia, lên kia, lên lên kia, lên sân khấu đi con. Su vác cái gì nhiều vậy? Su vác bông. Dạ, chị Su thấy vui không? Thế này, chị Su thấy vui không? Em đâu rồi? Em đâu rồi? Mẹ ơi, cầm bóng hoa hồng. Con gì này? Em bé cứ thích cái thảm này thôi. Si ơi, con thả cho cá chạy đi con. Bật con bật cá lên cho cá chạy đi. Si bật cá lên cho cá chạy nha. Xin mời tất cả các em và các vị phụ huynh có thể cùng chung tiến cùng sân khấu để chương trình có thể được bắt đầu. Một lần nữa xin mời tất cả các em và các anh chị cũng có thể tập trung ở phía trước sân khấu để chương trình bắt đầu. Tập hợp đây bắt đầu rồi. Xin ngồi xuống đi Si, xin ngồi xuống trước đi con. À, một lần nữa xin mời các em mình có thể tập trung lên khu vực trước sân khấu để chương trình của chúng ta có thể bắt đầu. Rồi, chương trình bắt đầu rồi.